Thơm nhỉ em nhỉ? Em thử xem ngon thôi. Ngon mà. Chua chua ngọt ngọt nhỉ? Vâng. Nghe thơm mùi khế á. Khế hả nào? Ăn khế không chua á. Nghe ra hết nước. Vâng. Chua sợ nào à? Ngọt đấy. Thơm xả nhỉ. Thơm thế. Ăn kèm với khế thì ngon. Béo ấy nhỉ. Có trứng bò trứng. Hôm nay em đi đâu không có con to như hôm trước nhé. Người ta bán hết rồi. Chắc người ta bán rồi.